Tuyết rơi. Ô, và lần đầu tiên mới biết tuyết rơi nè. Tuyết rơi bà con ơi. Tuyết rơi. Tiếc rồi à. Rồi. Ở đây tuyết đang rơi bà con ơi, tuyết rơi. Tuyết rơi. Vui quá tuyết rơi. Ở đây là hôm nay là ngày 14 tháng 1 2024 tại sau Cú Rìa Hàn Quốc. Bây giờ lần đầu tiên mới thấy tuyết rơi tại Hàn Quốc để tham quan. Giờ trời cũng lạnh, tuyết đang rơi. Tuyết đang rơi bà con ơi. Tuyết đang rơi. Nước đá nó quá trời. Đang rồi vui bà con ơi ngày nay chuyện ngày đồng bộ khinh một rừng lạc nó ở tiên cung Seoul thì cục quân cô rê thì cung thanh ngập rừng tổ Việt lạc nó đi đi rừng lộ thông lạc à tiếc đang rồi nhé một rừng lộ rừng rồi nó tiếc à rồi nó thế nào chứng minh nó thế đi ắt rồi nó là nhiệt đấy nước đang rơi rồi nó còn à tiếc á. Nó men lan đất rất bọn bộ nước khá nó men lan đất bạn vừa lâu chết nó bỏ vào cô đây chúng quý em mở từ nước từ men rửa cho khá lạc giờ mình đại khanh vừa lên đấy mình đại khanh vừa lên đại khanh khá không cần tiếc hôm nay thấy tiếc nhiều đây có từng thấy tiếc thì thấy tiếc này
Tiếc là đang rơi ở tại Hàn Quốc, sao cú đi à? Cũng là lạnh. Đây xong tất thì bỏ đời. Ở lâu hoa nạc xong rồi sẽ đi sốc, sẽ đi chùm rơn. Thì bà cầu càng nhớ xong rồi bọn thông rạch đốt. Mà sẽ đi bật nha cho. Tiếc rằng rồi. Sao cô rẻ kênh tự cỏ lạc hay kênh tự cỏ bởi lửa là đồng bông đồng bông phát kênh bởi lửa cho cô rẻ lạc một tí nít lửa mía cái chá các bọn bốn lửa mía cho đó lửa mía tự cỏ mía nè. Nè có cọt chở nó nước đá bữa nay thấy tiếc nó rồi chưa từng thấy lần đầu tiên mới thấy tiếc rồi thấy cũng vui bà con ơi nè khá là cô phao chết tiếc nó rồi nó lâu lần nghĩa nè đây nè. Đầu tiên mới thấy tiết rơi cho họ đó chưa thấy tiết rơi lần nào mà đây là tiết rơi tại South Korea Hàn Quốc nè đó. Lần đầu tiên mới thấy tiết rơi cũng vui cũng thích nhưng chứ nhưng mà ở lâu quá chịu không nổi đó nặng lạnh á bà con ơi tiết rơi rồi. Tiếc lần đầu tiên mới thấy tiếc rồi. Tiếc nó rồi quá. Vui lắm ạ. Tiếc nó rồi. Hả? Tiếc không. Tiếc rồi. Tiếc không đó. Vui á. Lần đầu tiên mới thấy tiếc rồi cho nên hơi vui. Có mưa, mưa. Bữa nay bà đang mưa, có mưa. Cho mày đi bớt cung. Có mưa. Ra xe, ra xe. Đang mưa. Đi chơi quay phim luôn. Nè, sư quay nè. Nói đi đường nào? Đi suối. Ê, anh có cái clip nhảy bên Hàn Quốc không nào? Nhảy nhảy quá. Hàn Quốc. Rất lạnh. Lạnh lắm, bà con ơi. Bây giờ đang mưa phùn á. Hôm nay ngày 14 tháng 1 2024. Giờ này là ở Hàn Quốc là 12 giờ 15 phút. Hàn Quốc nó đi trước Việt Nam 2 tiếng đồng hồ. Đấy, bên Hàn Quốc giờ này rất là lạnh, -1 độ, lạnh lắm bà con ơi. Hàn Quốc nó đi trước Việt Nam là 2 tiếng đồng hồ. Thế này vui lắm bà con ơi, lạnh lắm. Ta có đi dù nè. Đang mưa. Rất lạnh lắm. Giờ này đang mưa phùn.
có người đợi vụ đi nè. Đó. Lạnh lắm, lạnh lắm. Đó, nhưng mà vốn nó thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đẹp lắm. Ở đó mấy năm hả sư hả? Ở có mấy tháng à, bệnh quá chạy về. Dạ. Dạ. Đi tu thiền. Dạ. Xe con cóc nè. Xe nó chắc một người lái quá. Dạ đúng rồi thôi. Trong hôn thư nè, nó sư nè. À dạ. Con gái hả? Người dạ. Con gái hả? Dạ. Cô ở ở quận mấy? Dạ có ở quận 10. Quận 10. Ủa vậy hả? Xe đẹp. Đây xe đẹp.
chụp hình à. Rồi mình xuống xe đi ăn cơm ạ. Mình mặc ấm một xíu nha, tại vì đi vào nhà bạn mà em nó cũng hơi xa 200m á. Có bà đó đầu tiên tới ngày hết 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 chụp mẹ. Thằng vẫn thì làm mạo luôn. Chụp sao không chụp mẹ, không chụp lại cho con cũng không cho. Hai cậu cháu. Ừ. Chụp hình chán nản luôn. Ừ, dài chút đi. Chụp lại. Chào. Hello. 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 Chào chưa? Xin đi kha, xin chào. Khớp xua, chụp việc xua. À. Hello. Đi mình khỏe ha. Đi mình khỏe ha. Chúc mọi người ăn vui ha. Sân lô sắc đẹp ăn vui ha, chúc mọi người trong đoàn lúc nào cũng được vui vẻ ha, có câu gì xưa nói hơi vui vui đừng có buồn ha.
câu thật tình có nghĩa là vui đó. Có khi hồi nãy có câu nè, cô nãy tôi mặt tôi xấu quá, tôi xấu thật mà. Ý là thầy dịch áp mà nó còn chơi thầy xấu. Không có, sư chê người ta mà. Thầy ơi, con. Dạ,
Rồi, nhà cổ. Đây. Không, mình không phải là mình cứ băng qua đường để sang được. Không đẹp à? Dòng này dòng đồ cổ giống như Hội An đó hả? Phải không? Cái Hội An chung á. Prasama Samput đi. Sama Samput đi. Ma Samputasa. Nisan. Thấy nè, thấy hình giúp đi. Thấy hình giúp rồi nè. Đó. Dạ. Chào cô, chào cô. Run. Không không, đi 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 đi. Đó, đừng có đi nhanh, mới đi sau nè, thấy hình. Hello. Đi sau nè, thấy hình. Dạ. Đi sau đi đằng thấy hình. Này giống như phố cổ Hội An đó hả? Phải không? Dạ. Phố cổ Hội An. Kia. Có cả chín luôn hả? Đây, ở mình cái 3 cái 5 đi. Không, tiếp phá xe. Ủa mọi người đó dưới chụp hình đâu rồi? Đây à hả? Ủa mấy người lớn tuổi dưới kia đâu rồi ta? Lớn tuổi ở đây gửi nè. Mọi người trẻ tuổi. Rồi đây. Mọi người đang đi từ từ. Lâu quá vậy mấy má. Nhà mình chụp ở trên đây lên hơi quên nữa. Ở trong đây là nhỏ tiếng không có được nói chuyện lớn, tại vì người ta đang sinh sống ở đây. À, mình nhỏ nhỏ thôi. À, rồi, lúc cuộc mình nói lớn nhất hơn ta. Đi lên trên ở trên cao á. Đứng trên góc rồi chụp xuống, đẹp nha.
số đầu, cái số nhà kia số 4 là số nhỏ nhất. Chúng ta đi lên trên đây là số càng lớn. Đi thấy số nhà càng lớn là đi đi làm bậy rồi đó. Nha, rồi đi xuống thấy trở về số 1, 2, số 3, số 4 là đúng đường ha. Lưng tuổi ở đây nè, nè đây 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 lưng tuổi quay phim cho đi. Chủ yếu chụp hình đưa lên Facebook, Zalo rồi YouTube. Chủ yếu chụp hình đưa lên Facebook, Zalo rồi. Là không thể vào được trong nhà người ta đâu. Trong này là nhà của những gọi là phú đại nhà. Chưa mình ngồi xuống đây nữa. Ăn được. Ăn được, ngủ được. Mình có rung được rồi. Những người giàu tầng lớp tinh hoa. Có một ông tổng thống Mimi Bắc trong đó, nhà của Mimi. Còn ông Kim Đi Chung nằm ở đâu? Mi sẽ đi chung với mọi người chứ. Kem mọi đi chung. Là mọi người phải đi theo dịch trên một xíu thì Mi sẽ dẫn mọi người vào đúng cái chỗ mà cái con đường chính của cái đảo cổ đó. Tại vì đảo cổ nó như thế này, trong Mi sẽ nhận được cái số như thế nào thì mọi người phải đi theo Mi. Đó, trong này đúng được một xíu, tại vì cơ của bà mọi lẽ là bà mọi người đúng được một xíu. Mi vẫn chưa nên mình đi một điểm nữa, đó là bên Phật Hôn Châu, cái Phật Lê Minh Châu. Kim Minh Châu. Mấy chị về những cái sản phẩm mình nên mua và không nên mua sao? Mùa xăm rồi. Tới đây ha. Rồi. Mặc ấm và mang một cái. Vô xe ấm à.
Em sợ các anh dí lắm, các anh dí là các anh không dí chế độ của nam mà anh dí chế độ của nữ là có việc ha. Là có cái bàn tay ra đó. Tốt thì hôm nay cô chú anh chị nhà mình có bảo là không đến nước là nước ở trong tủ lạnh thì nó nên là nó thiếu thiếu thì mình có thể cung cho bên đây ra mình nó tìm mình nhá. Đẹp lên chào. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Yeah. Anh cho nó xin vô. Đoàn
trên 20 người nó rất là đẹp. Nhưng mà sao ạ? Nếu mà mặc như thế là mọi người phải quan tới hàng quá mình mặc vâng, vâng, nếu mà bảo tàng thì nếu bảo tàng thì mọi người muốn diễn giả trong bảo tàng thì mình có thể nói cho mọi người 2 tiếng trong bảo tàng được. Còn nếu mà mọi người muốn tiến công nhiều hơn hoặc quần áo nhiều hơn thì mình chỉ trong bảo tàng là 30 phút mình đi ra thôi. Đó thì mình vẫn phải hướng dẫn mọi người vào bảo tàng là sao bảo tàng văn hóa dân tộc Hàn Quốc từ Châu Sơn lắm, người ta sinh sống và làm việc như thế nào, con dân người ta lớn lên như thế nào. Cây không có lá. Giống là Mỹ á, giống ở Mỹ ha. Giống Mỹ luôn. Mỹ á. Cái chụp lại dính cái này. Đẹp đó, đẹp đẹp đó. Đẹp á. Vô. Vô đi, vô đi. Tóc con có bị gì không hả?
xíu đi vô thăm coi mấy chỗ bán sâm Hàn Quốc. Ở đây chỗ nơi bán sâm Hàn Quốc nè. Giờ bà con đang đi thăm coi nếu mua cái gì mua được mua sâm. Casio. Good morning. Đó, ở phía sau là chúng ta chỉ qua một cái cầu, và chúng ta qua một cái ngọn núi nữa là qua bên Bắc Hàn, tức là Bắc Triều Tiên. Còn bên đây là Hàn Quốc. Chỉ có qua một cái núi thôi là qua Hàn Quốc rồi đó, đã qua Bắc Triều Tiên rồi. Kẹo. Kẹo nhiều. Cái này cái gì cô? Ha. Bánh à? Hả? Hàn Quốc. Cả thứ cái thằng nào giống này nhá, rất nhiều anh nhá. Này thằng nhái thôi. Tao có tiền sử 5 năm tốt chi này. Về trong Seoul
không bao giờ bị muộn. Mà sáng và mai gần khách sạn mình có cái tàu điện ngắn, tầm khoảng 6 giờ sáng mình đi bộ đó thử xem, không bao giờ chen được đâu, nó đông người kinh khủng lắm. Mọi người cũng biết là năm ngoái có một cái thảm họa rồi, Halloween á, chết 150 người đó. Đây xin chào quý vị và các bạn. Đây là cái khe núi. Chúng ta vào bên núi bên kia là tới Bắc Triều Tiên rồi. Ở đây thì không có gì là xa nữa. Chúng ta chỉ qua một cái cầu và chúng ta qua một cái ngọn núi nữa là qua bên đất nước của Bắc Triều Tiên. Còn nằm ở bên đây là cái Bắc Hàn, tức là Nam Hàn, tức là Hàn Quốc. Đi đâu á, đó một khe núi này này là cũng đẹp. Vậy mình chúng ta chỉ qua bên kia là chúng ta chỉ qua được gặp ông Kim Jong Un rồi đó. Nó không có gì xa, nó không có gì xa, gần thôi. Nhưng mà mỗi lần muốn qua đó nó khó lắm, nó khó đi, khó lắm. Đây là mùa lạnh thì cho nên cây cối bây giờ cho dù lạnh nhưng mà cây nó khô hết trơn đó, mọi thứ ở trên núi vậy cây nó khô hết trơn đó mà con chúng ta thấy đỉnh núi. Người ta cực kỳ là nổi tiếng, đúng là mình biết là mình không biết chưa.
Conic là sao mà lúc nào nó chỉ đó ba. Ồ hình ăn được ở Hàn Quốc á, đẹp lắm á. Cảnh báo gì ai cũng bị cảnh báo hết rồi, rồi có luôn hả? Cảnh báo ơi, cảnh báo bên gì vậy? Cảnh báo bên hả? Cảnh báo á. Ở chỗ hai ngàn năm trăm cục này, 2500 nó trong bằng tiền Việt Nam nhiêu ta? Con cũng không biết tính. Bây giờ trời đang mưa. Tiết đang đổ, trời đang mưa. Bây giờ trời đang mưa, xe đẹp đẹp quá, trời mưa. Đang đi trong trong mưa luôn. Trời mưa quá. Lem plem đua nè, lấy á ô ní ní giật người nào mới chọn đua lỡ
see you. Này đặt con quả đảo này đảo siêu trời mưa một tấm tốt tì ba giờ cái này là tiết rơi đó, tiết đang rơi. Đi mùa này rất lạnh mà tiết rơi nữa. Tiết đang rơi bà con. Mưa đang rơi, xe đang đổ. Tiết đang rơi. Tiết đang rơi. Người đang lạnh. Người đang lạnh, người đang ngắm tiết rơi. Người đang lạnh. Xe đang lanh quanh. Ông về làm gì đó, ở đây không về làm gì đó. Ai sợ không bao giờ nghe giờ vậy đó. Lúc lập phần thì hay hay chật đúng không? Ăn chơi thì phải không đủ hay. Đây, cannibal. Cannibal. Nó Foster, Foster. Foster nó mấy giờ cả 5 tỷ á nó. Trơn lắm á. Trơn lắm á, có tiết trơn lắm á. Trơn. Nó tiết trơn nha. Chứ tiết nó trơn. Rồi giờ xuống đi thăm. Quá trời. Rồi nó bên đúc này. Bên đúc. Phò. Bên đúc. Bây giờ nó xẹo nó cái gì không biết rồi. Bây giờ bốt nó không. Ôi sập xuống. Hàng bức nè. Ô sập bà siêu. Trời ơi, trời ơi.
đây. Mà lấy cái túi, cái túi cái zip á. Bỏ hết mấy không khí này mà zip lại bây giờ mà để cho chị Ly. Đây không khí sẽ un. Sẽ un. Quá trời. Đang đang tiếc đang rơi bà con ơi. Tiếc. Tiếc. Xuống xe. Đường. Thôi chờ. Xe đẹp đẹp không ơi. Xe đẹp không ha. Vậy mình bây giờ nó hả bây giờ em mình thích á hẹn á ôm hẹn gì chúng mình mới ra chúng mình mới đó bây giờ ba nghe nấy đằng ai cầu này cái mẹ đó này muốn u bù trù thế này mà sẽ từ cái phải nhỏ mà cái lan còn à còn đã xong còn à phải cái comment đi cái phải cái sạt thay sạt thay này comment đã bằng tầm lãnh ngô comment đây à cha ngà sạt lãng cái comment nó mất phải cái mẹ sạt sạt tiếp phải đây plau ra đường xa người ta cũng đẹp quá trời xe cũng đẹp nhà cũng đẹp người cũng đẹp nước cũng giàu ta Ken có thêm mua bút tiêu mẹ em hỏi là bên thầy dạy ăn kịp nữa cái nhà lâu lâu xả nó tiếng Việt cái kia là tài Việt tài Việt Samsung Lotte Hyundai LG gì cái gì tổng tài giống như mẹ con không nhớ Yeah. Là như Trung Quốc vậy ta. Trung Quốc. Thái Phi. Có thể ngồi tù với mấy ông đó không thể ngồi tù. Tôi Trung Quốc nhiều vậy. Tôi Trung Quốc nhiều tuyến. Dạ, nó có mười mấy triệu rồi. Nay đã nghèo nha, 18 năm. Có Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc nó giàu nhất. Người phát hiện ra đâu mà bây giờ là hai người phát hiện ra rồi đó, thấy không? Mấy cái già phát hiện ra sư rồi đó, thấy không? Rất là đẹp. Đi dạ. Nói sư kia. Không mà hai sư con phát hiện ra sư chụp hình đẹp ngay từ lúc đầu luôn. Làm chơ là khai thật chặt. Rung lắc o linh thinh, cho nên xin lắc cái mà sau đây cái chạc bế, cho nên chú ó cho mình chọn đồng chơ xa lạp, chọn đồng chơ ngọt đấy đồng chơ bia là sau đây bia cái chạc bế lo hoi chú ruột xin lắc nó vinh chung vinh về nên cứ là anh vô ngờ rắc là anh nấu tín ý là anh xe đẹp đẹp không xe đẹp chiếu em giữ tầm khoảng một tuần sau đó em mới trả.
cái hoa đào không? Cái đào rụng lá phải không? Cái này hoa gì hết sức? Hoa đào. Chiều dài 4 mét, chiều ngang. Hoa đào rụng lá. Ừ. Mùa này nó rụng lá vậy đó. Mùa xuân thì nó ra hoa đẹp lắm. Muốn cho con mình sang. Xuống ở dưới này không anh nhỉ? À.